Xin chào, chúng ta đang quay trở lại với kênh Kbiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những tin tức hot nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì nóng hổi? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Mỗi nhóm nhạc đến từ YG đều phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt được đặt ra. Blackpink là nhóm nhạc nữ nhà YG làm khuynh đảo làng nhạc Hàn ngay từ khi mới chỉnh làng. Với quá trình tập luyện gắt gao cùng với những thành tích đáng nể ngay từ khi tái hiện, bốn cô gái hắc hường đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop. Còn nhớ trong chương trình Party People, Blackpink đã tiết lộ những lệnh cấm mà các thành viên không được làm. Hãy cùng xem những mệnh lệnh đó là gì nhé. 1. Cấm lái xe. Khi chia sẻ về thông tin này, Rose từng cho biết công ty không cho phép các nữ ca sĩ lái xe cũng như đi học bằng lái dù một thời gian hoạt động và độ tuổi trung bình của nhóm vào khoảng 23-25 tuổi. Với độ tuổi này, những nhóm nhạc như Twice, Red Velvet đã có thể điều khiển phương tiện riêng chứ không phải đưa đón như các ca sĩ của Blackpink. Tuy nhiên, sau khi chương trình thực tế của Show Me trực thuộc The Black Label, công ty con của YG phát sóng, thì khán giả phát hiện lệnh cấm này không áp dụng cho tất cả các nghệ sĩ. Có thể thấy thì Big Bang và 21 cũng không phải chịu lệnh cấm này khi còn là nghệ sĩ của công ty. Theo như chia sẻ của mỹ nhân Blackpink, các thành viên trong nhóm nhạc không được lái xe vì lý do an toàn. 2. Mua ô tô. Vì không được phép lái xe nên chuyện mua ô tô cũng là điều không thể. Minho của Winner từng tiết lộ quy tắc của YG là nghệ sĩ không được phép tự ý mua xe. Nếu có ý định mua thì cần phải nhận được sự chấp thuận từ phía công ty. 3. Hút thuốc. Hút thuốc có thể ảnh hưởng đến giọng hát và hình tượng của nghệ sĩ, vì thế mà YG cấm nghệ sĩ không được phép hút thuốc. Rất nhiều fan cho rằng quy tắc này chỉ là lạt màu, bởi rất nhiều nghệ sĩ của YG đã bị bắt gặp khi đang hút thuốc. 4. Uống rượu. Ở Hàn Quốc, văn hóa uống rượu rất được coi trọng. Uống rượu được xem là một cách để xây dựng tình bạn, làm quen và là nghĩa vụ được thực hiện giữa các đồng nghiệp. Với quy định cấm uống rượu này, nhiều người cho rằng là không thật sự cần thiết, bởi rất nhiều nghệ sĩ của YG bị bắt gặp đang uống rượu. 5. Hẹn hò. Một thần tượng hẹn hò có thể làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của bản thân họ và của cả nhóm. Vì thế mà quy tắc tại hầu hết các công ty giải trí là cấm hẹn hò. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 2019, Jennie đã bị khui tin hẹn hò với Kai của EXO. Trên Radio Star, Jisoo từng chia sẻ, để tránh việc hẹn hò, YG phân bổ lịch ăn trưa khác nhau cho các thực tập sinh nam và thực tập sinh nữ. Blackpink không được phép gặp mặt các nhóm nhạc nam cùng công ty, điển hình là Icon. Có thể do sự cố hẹn hò năm xưa mà Blackpink bị cấm gặp mặt các thành viên của Icon để tránh nảy sinh tình cảm. Trong một chương trình, Bobby của Icon từng chia sẻ, các thành viên sẽ không được phép gặp mặt Blackpink dù là cùng một công ty, nhưng từng nhóm đều có phòng riêng và hạn chế tối đa việc gặp mặt. 6. Đi club. Với chính sách không uống rượu và không hút thuốc thì việc cấm đi club là điều dễ hiểu. Mặc dù là điều cấm, tuy nhiên thì Jennie của Blackpink từng đi club tại Mỹ cùng với Ariana Grande vào dịp Halloween năm 2019. 7. Thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ là điều phổ biến tại Hàn Quốc. Tại các ga tàu điện ngầm xuất hiện rất nhiều quảng cáo thúc đẩy việc làm đẹp. Nhiều thần tượng cũng nhờ thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc của mình. Tuy nhiên, Blackpink lại bị cấm thẩm mỹ. YG muốn duy trì vẻ đẹp tự nhiên của bốn cô gái. 8. Xăm. Quy tắc cấm xăm này khiến nhiều người bị sốc. Ngay cả Park Jin Young, chủ tịch của JYP cũng phải bất ngờ vì điều này. Hình xăm là một cách thể hiện bản thân của nghệ sĩ, vậy nhưng YG lại cấm nó cho Blackpink. 9. Đi du lịch. Blackpink từng chia sẻ, các thành viên không được phép đi du lịch một mình trong thời gian nghỉ ngơi mà không qua công ty. Seungyoon của Winner cũng từng tiết lộ, bản thân anh ấy không thể tự đi du lịch bất cứ khi nào mình muốn vì quy tắc này. 10. Viết lời và sản xuất bài hát. Trong nhóm, Jennie và Rose có khả năng viết lời nhưng họ không được phép chạm tay vào bài hát của mình. Jennie từng được cho là người tham gia viết lời cho Stay và Solo nhưng không được công nhận. Nữ ca sĩ từng tiết lộ cô có một quyển sổ chứa đầy lời bài hát nhưng nó lại biến mất một cách bí ẩn. Các fan của Jennie tin rằng YG đã tịch thu nó để ngăn việc Jennie cố gắng viết lời cho các bài hát. 11. Kiểm soát tài chính. Cựu chủ tịch Yang Hyun-suk là người có toàn quyền kiểm soát tiền của các nghệ sĩ. 12. Kiểm soát hình ảnh. Công ty có quyền kiểm soát hình ảnh của mỗi thành viên. YG đã đăng ký bản quyền tên Lisa và các thành viên, vì thế họ không thể xuất hiện trong video của bạn bè trên YouTube.
Nếu muốn xuất hiện trên các video này, họ phải nhận được sự cho phép của công ty. Thời điểm này, Blackpink đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nổi tiếng đối với mỗi nhóm nhạc là rất nhạy cảm, đặc biệt là với nhóm nhạc nữ, họ thường bị soi mói và chỉ trích nhiều hơn. Vì thế, những quy định cấm này được coi là không khó hiểu với một nhóm nhạc K-pop để đảm bảo hình ảnh đẹp đẽ nhất trong mắt công chúng của mỗi nhóm nhạc. Dù công ty có quy định khắt khe, nhưng chủ tịch YG cũng có thể thay đổi một số quy định khi nhóm thành công hơn trong sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của K-Beat 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ K-Beat 24h các bạn nhé!